Cây này là đến nay là được bao nhiêu tháng rồi Thông? 34 tháng. 34 tháng, tức là em làm si được 9 tháng đúng không? Cây này đó làm bông thoải mái rồi chứ. Tiếc cái gì, làm bông thôi, tiếc cái gì. Làm là phải quyết định. Làm phải đại bạc tới nơi tới chốn, rồi mình đại bạc xong. Nó không giống nhau đâu, cây tên nó khó, nó rất là khó. Vì cái axit nó sung lắm nên cái axit abscisic trong cây nó ít lắm. Nên chúng ta mới đại xong cái cây nào mà nó xào lá là chúng ta dỡ. Dỡ bạc chứ không phải dỡ một lượt được đâu. Không phải dỡ một lượt, bộ rễ nó khác nhau hết trơn rồi. Bự quá rồi, bự ơi. Không làm, giờ sao đi qua bên kia? Nó, khỏi. Nó không xào. Dạ. Chứ làm bông lọt chọt như thế này cũng không nên đâu. Làm bông lọt chọt này nó tiếc lắm, nó uổng lắm. Bây giờ nè, tuốt bỏ hết cái bông này đi. Cái bông này bỏ đi. Đẩy bạc lại một cái, mùa này nè, đẩy bạc lại một cái 15 tới 20 ngày sau rồi. Làm lại cho nó ra ngô ra khoai luôn. Cứ lựa cành lớn nè. Làm đi Thông. Trời ơi. Thương cái gì mà thương. Bây giờ mình phải thương cái kinh tế của mình nè. Cành này là một được rồi nè. Cành này làm được rồi nè. Đó. Hai cành nè. Ba cành nè. Và trên đây một cành nữa là bốn cành nè. Đó. Bốn cành. Bốn cành này là làm trái được rồi. Làm kiếm chục trái em. Giống như cái đi hôm qua mà thấy cái cây nhỏ kêu nó. Cây có một nửa cây em à. Mà nó làm cái mười mấy trái. Cái này là chứ mà cái này mà 34 tháng mà làm với em ngay từ đầu nha anh. Là em xin lỗi anh, nó phải cao lên hơn cả mét nữa đó. Mà cái tán nó phải rộng ra tới ngoài chỗ thằng Thông đứng đó. Đó, nó, cái vườn này hồi để lấy mấy cái hình cũ á, Thông còn giữ mấy hình cũ trước khi làm si không Thông? Dạ không, máy em nó hư rồi, mất hết trơn. Thế hả? Phải giữ được mấy cái hình cũ hồi xưa đó, anh cũng xóa mất rồi. Đó. Làm đi em ơi, làm đi. Lột hết cái bông này đi, xong rồi đậy bạc lại làm bộ lá này là làm được rồi nha, đúng bộ lá này nè. Đi tìm mấy bữa nay á, bộ lá này đúng bộ lá này nha. Những ai mà mới bắt đầu làm cây sầu riêng đó thì là bộ lá này là làm được rồi. Nhớ nha, chứ là chúng ta cũng đại bạc nhưng mà chúng ta dở bạc khác nhau ạ. À. Dở bạc không có giống nhau ạ. À. Cây nào xào thì đại bạc thì dở bạc trước. Cây nào chưa xào thì dở bạc sau. Như vậy thì chúng ta mới ức chế toàn diện được. Làm đi, bây giờ cây nào mà để tới mùa thuận là tới tháng 10 mới làm bông thì quá uổng à. Bây giờ chúng ta phải đang khó khăn thì chúng ta phải có thu nhập kinh tế trước chứ. Nên bây giờ tôi cũng nói luôn đó là tại sao đó là chúng ta làm bằng hóa chất đó thì chúng ta phải đợi cây thứ 5, thứ 6 chúng ta mới làm. Là vì sao ạ? Là vì chúng ta phải, tại vì làm hóa chất thì đất càng ngày càng thoái hóa mà. Tầng canh tác càng ngày càng mỏng lại và pH cũng càng ngày càng thấp dần, từ 5 phẩy mấy còn có 3 thôi. Nên chúng ta mới làm cái cây thiệt to năm thứ 5 thứ 6. Sau đó chúng ta mới làm bông bằng hóa chất là rút dinh dưỡng từ thân ra làm bông ra ngọn mà. Nên rằng là cây nó càng ngày càng suy dần tới năm thứ 8 thứ 10 là xong. Cây này quá bự rồi. Còn làm bông với si đó, với chất cây tạo đất si đó thì chúng ta mới, thế là chúng ta làm bông từ rễ. Nên càng về sau các cái vườn gặp nông dân đó thì người ta thu hoạch xong đó thì cây nó còn sung hơn là trước khi làm với Thuận Thiên nữa. Nên là chúng ta 30 tháng là chúng ta làm bông được rồi. Và 36 tháng cái vườn này là sau khi bệnh te tua rồi mới gặp Thuận Thiên mới làm được có 9 tháng à, nên là 9 tháng thôi. Thì hôm nay là 34 tháng. Tức là khi cây này trồng được là 25 tháng thì bắt đầu gặp Thuận Thiên. Đó. Cây này nè, quá bự rồi nè. Mà không làm bông đi, sợ cái gì. Nên là nông dân đó cứ sợ. Sợ cây là nó suy thì đúng rồi. Tại vì hồi xưa là càng phải dự trữ dinh dưỡng, rồi đầu rút dinh dưỡng từ thân ra để làm mà. Làm bằng hóa chất là như vậy mà. Tại vì pH mà nó còn có 3 có 4 thôi thì đâu có lấy dinh dưỡng từ đất được đâu. Nên là cây càng ngày càng suy, nên là người ta không dám để bông khi
thì cây nó mới 3 năm tuổi hoặc 4 năm tuổi, mà đợi tới 5 6 năm mới được để. À, như vậy. Thôi. Nên là làm với Tùng Thiên là anh em mạnh dạn 30 tháng tuổi là để, cứ thấy bự thế này là để, cứ cành nào mà to bằng cái cổ tay là có quyền để trái. Không biết thông thông đi qua bên cái chưa bao giờ anh đi qua bên cái mương bên kia thông ơi. Thông đi qua bên kia đi thông. Đi qua bên kia coi em chưa bao giờ em qua cái. Dạ. Ha. À. Nên là đất Phong Điền mà. Rồi cái cây này nè. Cây này bự chà bá gì mà hồi đó cây này bình nặng à. Cây này hồi xưa bình nặng lắm ạ. À. Một cành nè, hai cành nè, ba cành nè, bốn cành nè. Cái này có bốn cành làm được trái nè. Kiếm chục trái bình thường. Trời ơi, kiếm này 15 trái, 20 trái cũng được chứ. Nên chúng ta phải làm sao thu hồi vốn sớm để chúng ta tái đầu tư sớm là như vậy, chứ không phải làm suy nghĩ theo cách của người nông dân đâu. Cái này cũng để cành được nè, một nè, hai nè, ba cành nè, cành này để được rồi nè, bốn cành nè, năm cành nè, đó cái này được năm, cũng năm sáu cành nè. Trời ơi, lấy bạc này tủ lại làm lại bộ lá giống dày nè, là đẩy một phát là ngon lành liền. Lá này là ngon lắm rồi. Ngon dữ lắm luôn á. Mít không có hộp ăn mít bao lâu rồi? À nói luôn nha, ừ thôi để nói cái video khác, để nói cái video khác cho cây mít. Trời ơi bự rồi Thông ơi, cái này mà không làm nó uổng lắm. Ừ như cây này nè, cái cây bên này bự nè, quá trời bự rồi. Đẩy lại đẩy lại, ức chế là phải quyết liệt chứ không ức chế nửa vời. Nè. Cái gì mà không làm trái thì làm cây nào. À, nên là Tuấn không có suối dạy người nông dân đâu. Nên là cứ 30 tháng là làm trái cho Tuấn. Cành nè, bự như thế này là cành nè, 1 cành, 2 cành, 3 cành nè, 4 cành, 5 cành, 6 cành nè, 7 cành, 8 cành nè, 9 cành, cây này 9 cành, 10 cành, trên kia 1 cành nữa là 10 cành. Làm trái được rồi. Chế và chưa tới nơi tới chốn đâu. Mình thương cây chứ mình có phải là mình không thương cây đâu. Cái này là em không đắp mô đấy đúng không? Cái nào không đắp, ai mà đi ức chế lại đi đắp mô. Đắp mô sao mà nó rễ nó khô nhanh được. Nên kinh nghiệm, chứ nói chung là mấy cây này là đủ trái cho em, nhưng mà như thế này trên cành nhỏ thế này mà để là không tốt nha, và phải làm trên cành lớn này nè, rễ nhỏ thì bị ức chế trước nè, nên cành nhỏ ra trước nè, thấy không? À, cành lớn thì phải ức chế lại mới được nha. Cành lớn là rễ lớn, rễ lớn thì lâu 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 mất nước hơn, nên phải ức chế kỹ hơn là như vậy.